Thưa quý vị và các bạn, sang đến ngày hôm nay, chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam dạnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây, nên trời tiếp tục có nắng từ sớm, vùng nóng mở rộng ra hầu khắp Bắc Bộ, ngưỡng nhiệt cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 cho tới 36 độ, riêng tại Hà Nội, Hòa Bình là hai nơi nhiệt độ tăng cao hơn, ở ngưỡng 37 độ. Tuy nhiên trong đợt nóng này, thời gian nóng không kéo dài, chỉ tập trung vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Từ 16 giờ trở đi, khi nắng giảm, nhiệt độ cũng hạ nhanh, đến tối và đêm thì nhiệt độ sẽ hạ xuống dưới 28 độ, cả miền Bắc trời sẽ chuyển mát trở lại. Đỉnh điểm của đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ sẽ xảy ra trong các ngày 18 và ngày 19 tháng 7, với mức nhiệt cao nhất toàn miền ở ngưỡng 36-37 độ, có nơi trên 38 độ. Sau đó từ chiều tối và đêm ngày 19 tháng 7, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn trở lại về phía Tây và gây ra vùng hội tụ gió trên cao. Vì thế mà sẽ gây ra một đợt mưa rào và dông cho Bắc Bộ, cục bộ sẽ có nơi có mưa vừa mưa to. Do có mưa nên từ ngày 20 tháng 7, nắng nóng sẽ có dấu hiệu thuyên giảm. Ở các tỉnh duyên hải miền Trung cũng bắt đầu bước vào thời kỳ ít mưa, trong ngày nắng lên từ sớm và kéo dài đến chiều muộn. Trong hôm nay vùng nóng sẽ mở rộng hơn, khiến cho suốt một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi đồng loạt xảy ra nắng nóng với cường độ nắng mạnh vào trưa và chiều. Nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất phổ biến từ 35-37 độ. Một số nơi thuộc vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ còn vượt ngưỡng 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ kéo dài từ 11-17 giờ. Còn với các tỉnh thành phố từ Khánh Hòa trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ chỉ ở ngưỡng cận nóng từ 33-35 độ. Cùng chung với xu thế giảm mưa, trong hôm nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng trong khoảng thời gian từ sáng tới đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên tăng nhẹ lên mức từ 29-31 độ, còn tại Nam Bộ là từ 33-34 độ. Một số nơi ở miền Đông nhiệt độ còn đạt mức 35 độ. Đến chiều và tối nay, do gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên mưa vẫn xuất hiện nhưng chỉ còn ở diện rải rác và kết thúc nhanh. Trên biển, theo mô hình dự báo mới nhất của Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS, trong những ngày cuối tháng 7, trên khu vực vùng biển Philippines sẽ hình thành một vùng áp thấp mới. Áp thấp này sau đó có thể sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong khoảng ngày 1 tháng 8 và không loại trừ khả năng sẽ di chuyển vào Bắc Biển Đông trong những ngày đầu tháng 8. Tuy nhiên do thời gian còn xa nên chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm trong thời gian tới để có thể đưa ra dự báo chính xác hơn.